anh Huy nè. Hấp dẫn quá. Nước chấm đây nha. Đây là dĩa giả cầy nha mọi người. Dĩa này giả cầy, bún, rau. Đây là giả cốm nè. Cái này là gì dồi nè. Là chiên. Hấp dẫn quá mọi người. Đây nha mọi người. Thì sau phần thi của Troy sẽ là phần thi của anh Huy. Huy tới rồi nè mọi người. Giờ mình sẽ lên lầu. Hello. Rồi lên lầu nha. Đây nha mọi người, quán này có 2-3 lầu rồi. Mình sẽ thi ở trên lầu 2. Đó. Rồi em có thể bấm được rồi đó. Rồi ok nha. Em bấm này luôn cho chắc cú, bấm giùm nhân viên luôn. Đó. Thì trọng lượng của mình á, mình đã có chia sẻ với mọi người ở video clip trước rồi nha. Mình sẽ để bên góc màn hình cho mọi người dễ. Thì mình sẽ có 40 phút. Đây là một cái poster nè mọi người. Đó. Thì thời gian tham gia nó sẽ chỉ là từ 13 giờ đến 16 giờ chỉ thứ hai thôi nha mọi người. Và mọi người đăng ký trên fanpage của quán. Hình như quán này là của hai tiktoker gì đó, Long Chun với gì à, Tun Phạm gì á. Hôm qua tại vì mình tới mình thi hơi gấp cho nên mình không có review. Đó, trong này thì nó sẽ gồm có bún nè, nửa ký bún rồi. Đậu nhiều á. Thú linh là cái màu vàng chân giò. Đặc biệt đây là mọi người, cái món bún đậu mắm tôm này là nó sẽ có một cái dĩa giả cầy, nghĩa là anh Huy cũng phải ăn cái dĩa này luôn á, ăn rau luôn nha, ăn bỏ xương ra thôi. Nước chấm ở đây á là rất là tuyệt vời nha mọi người. Nước chấm này nó khác với nước chấm ở Sài Gòn nha. Cái màu của nó đục và đậm như thế. Hôm qua em ăn tay á, em dùng tay em ăn luôn á. Mà tính ra này á, cái bún với cái đậu nó nhiều nhưng mà nước rất là dễ. Cái nước này nè, cái nước trà này nè, họ làm nó không có ngọt, nó rất là thanh. Qua lúc đầu mình tính uống nước suối rồi, nhưng mà mình nghĩ lại là mình nếm thử thì mình thấy cái này uống được. Nó giống như nước trà đá vậy. Cái mệt này cũng giống cái mệt bún đậu A Chiêu ở dưới Bình Dương. Thì khác có điều là nó có thêm mấy cái thành phần bao tử này kia, cái nó dài. Mà tới khúc cuối em ăn với em vẫn ăn cái tốc độ nhanh được nha Huy. Cái này nè, cái giả cầy nó hơi mặn á, nên hôm qua em cũng ăn trước cái dĩa đó luôn á. Mẹ bún đậu rất là hấp dẫn. Hôm qua mình ăn rồi nhưng hôm nay mình vẫn cảm thấy thèm. Nói chung hôm qua có nhiều người họ ăn rất là bình thản giống Huy á, mà lúc sau họ vẫn còn dư thời gian nhiều. Và công nhận những người đó ăn rất là hay. Cái bạn ngồi kế bên mình còn dư tới 5 phút luôn. Đó thì mọi người có thể thấy bây giờ Sài Gòn có rất là nhiều người ăn khỏe, mà cuộc thi thì ngày càng khó lên. Qua mình ăn xong mình cũng trợn mắt luôn á. Quán này nó có được con ở dưới, nó có cái đường đi á mọi người. À quên, ở dưới cái bếp dưới á mọi người, ở đây đặc sản nó là bún thang. Bún thang. Rồi hấp dẫn quá. Nó mỏi hàm.
mỏi lắm. Em nên nói với anh hôm qua anh, tại vì em ăn cái đó xong em ăn cả mười mấy phút á, em ăn tới ba lần ba chén đầy vậy á, em nhai không nổi luôn. Đó, với cái góc quay xéo xéo vậy mà người ta thấy cái mệt á, nó cũng đối với mệt này á, thì mình nghĩ bốn người ăn là no luôn á. Trọng lượng á thì mình đã quay cho mọi người kỹ, có nghĩa là so với cái bài viết đầu tiên á là nó có một chút xíu thay đổi. Hôm qua chị chủ quán nói là có thể là do lỗi kỹ thuật của bếp á. À, nên là mình khuyến cáo cho mọi người là có nghĩa là mọi người hãy cân nhắc kỹ khi mà thi, tại vì họ đã đưa ra một cái định lượng như vậy đó. Rồi mình mới ký giấy, hôm qua là anh Huy ký giấy rồi nên hôm nay anh Huy chỉ tới thi, tại vì hôm qua là họ có nhiều người tới thi lắm nhưng mà tới không kịp giờ. À, chỉ một khung giờ hôm qua là chỉ có 10 người. Hôm qua mình sợ tới không kịp nên mình phải tới đúng 1 giờ luôn á mọi người. Và từ lúc đó tới là đã có khoảng 6-7 người ngồi chờ, nên là rất là may mắn là cho thi đầu tiên. Hôm nay nghe nói cũng có vài bạn được đặt cách thi giống Huy mà mấy bạn đó cũng không thấy tới luôn. Cái mệt này nếu như mọi người thua sẽ trả 500.000, thắng thì mọi người nhận được 2 triệu tiền mặt. Một thử thách đầu năm mới đó, mình thấy vơi dành một góc rồi nè. Cứ bình tĩnh mà ăn. Được 12 phút hơn. Menu đây nha mọi người. Hồi nãy mình có hỏi bạn nhân viên kia về cái mẹt bún đậu này á. Cái mẹt bún đậu này họ không có bán đâu, nhưng mà họ chỉ có bán được cái mâm 4 người này thôi, 195 nè. Bún giả cầy 75k. Nhìn menu hấp dẫn quá. Nãy giờ anh Huy anh chưa uống nước rồi nè, mình ly nước. Không dám uống. Hôm qua em cũng uống có xíu à, em uống được tới đây à. Nói chung là nó chưa tới mức mình cần uống nước. Cái này là măng đó mọi người. Măng á. Nói chung dĩa này dễ ăn lắm. Gần Tết rồi, mình hy vọng là sẽ có một hai cuộc thi đó để mình kiếm tiền ăn Tết. Nói chung mình thấy nhiều bạn họ ăn từ từ từng miếng miếng giống mình Huy tốt. Không hiểu sau này mình ăn mình ráng mình ăn nhanh á, mình ăn mà trong miệng mình một đống luôn cho nên cũng ngồi cũng khó nhai. Kiểu như mình sợ lúc sau mình ngán nên mình mới ráng ăn cái kiểu đó. Cái lúc hồi xưa mình ăn từ miếng miếng một giống vậy á. Sau này cuộc thi nó nhiều cái nó khó hơn cho nên nhiều như vậy mà mình cũng đổi chiến thuật. Chỗ này nó tổ chức mỗi thứ hai hàng tuần cho nên là cái ngày hôm qua cho đi quay á là nó mới nhiều nhân viên mà phục vụ như vậy á mọi người. Nói chung cái đống bún nó nhìn nó nhiều vậy chứ nhưng mà ăn một loáng là tí hồi hết à, nó mềm lắm. Không chưa được phân nửa thời gian đó mà. Hôm qua chưa được phân nửa thời gian em ăn cũng không được như đây đâu. Tại hôm qua em ngồi em ăn cái đống này nè. Em ăn trước cho nên là ấy.
gì 25 phút được kìa. Ừ. Đâu, được 15 phút á. 40 phút lận. Qua em cũng ăn mấy cái miếng nó sau cùng nó mới ghê. Không mà nó nghe em nghĩ nếu mà vậy thì những cái món khó nhai nên ăn sau cùng. Tại vì tính ra hôm qua em ăn là gần khúc cuối là em vẫn ăn được nữa, nhưng mà vấn đề là nhai không nổi. Giờ lúc đầu nhai những cái kia có thể là nếu mà lần sau mình ăn á thì mình sẽ ăn hết những cái đồ ăn đó, chừa lại mấy cái món khó nhai. Ăn nhiên Huy là mình thấy đang hợp lý. Biết sao hôm qua là mọi người biết sao? Ăn vừa ăn cái miếng cuối cùng đó, trong miệng là họ tính hết giờ là thắng đó. Chứ không bắt phải không phát là phải nuốt hết rồi mới tính giờ. Có nghĩa là mọi người chỉ cần bỏ vô miệng là thắng rồi. Nhưng mà nhớ phải ngồi nhai hết cho nó hợp lệ. Ổn, thấy anh Huy ăn cái này chắc có lẽ là tốt hơn uống đậu A Chiêu. Tiếc kia hôm nay mấy bạn hôm qua không tới thi. Thi chung Huy có khi có động lực nữa. Nhìn bún đậu qua quay cho có thằng cu kia nó ăn hai mấy phút cũng vậy á, còn ít hơn nhiêu đây nữa, gầy lọc tình cờ quay thôi chứ không dám quay, sợ ảnh hưởng tới người ta thi. Đây là quầy, đằng sau là cái bếp, cái quán decor hay lắm. Giờ nhiêu đây thôi. Quá xuất sắc. Chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng mà phút cuối mới là phút quyết định. Thì bây giờ mình đã cảm thấy rất là mỏi miệng đó nha. Mình hiểu được cái sự mỏi miệng. Có nghĩa là nó không có no nhưng mà nó hơi ngán. Đồ ăn ở đây là đỡ hơn là bánh mì đó nha. Cái bánh mì họ chiên dầu mỡ quá. Chưa uống miếng nước rồi. Uống nước vô là tu lẹ nữa. Ăn đúng sạch luôn. Nó sạch sẽ. Em cũng còn nhiêu đó mà dưới 10 phút. Em dưới 10 phút mà nhiều hơn vậy. Bốn giờ 9 phút rồi. Còn cái dưới này ăn dễ lắm, dành xương không à, có gì. Yeah. Úi, coi chừng. Còn 10 phút là họ sẽ báo mình đó. Sẽ báo giờ cho mình. Ừ, bụng căng rồi. 3 miếng bún. Như đây. Hồi hộp quá, chờ đến những giây cuối cùng coi nào. Sáu mấy. Hồi hộp quá mọi người.
khó nhai lắm, đang ngồi nhai. Khó lắm, nó vừa lạt mà nó vừa dai mà không có vị gì hết. Chung anh thấy được đồ ăn là giỏi rồi đó. Cái này dễ ăn tại vì cái này nó mạnh. Đó không? Nó làm cái thịt nó rất là ngon, mỡ. Vậy là mình thấy anh Huy thành công rồi đó. Còn một dĩa này ngồi chấm bún chấm với giả cầy, bún giả cầy sạch nuốt hết đó, không dám uống nước luôn. Qua thằng cu ngồi kế em nó cũng cỡ nó. Này bơ bà bơ khoái lắm. Đó chấm nó mình mạch ăn còn lẹ nữa. Bún nó rất là mềm. Bún đây nó là bún tròn. Bún ép nó tròn chứ nó không có vuông. Chúng ta còn chưa đầy 5 phút. Chỉ nhầm xương thôi chứ không có gì. 9 thắng oanh liệt. Xương không mà. Lời không? Anh dĩa tính là anh dĩa giả cày đâu có nhiều đâu. Giả cày như mình nhớ đâu có 100, chưa tới 200 gram. Xương hết rồi còn đâu nữa. Mấy miếng măng ăn còn dễ nữa. Chiến thuật của anh Huy quá là quá xuất sắc. Ăn được, giải quyết được hết mấy cái đống thú linh rồi này kia là thấy hay rồi đó. Tại vì cái đống thú linh mới lại dồi lòng này kia, nó lấy của mình rất là nhiều thời gian ngồi nhai mà mình không thể nào tài nuốt được. Cái này chưa có thời hạn kết thúc đâu mọi người. Nên mọi người cứ tới tham dự đăng ký, nhưng mà phải tới sớm nha. Chứ còn đăng ký mà tới trễ cái là không đủ nguyên liệu. Chỉ một ngày chỉ tối đa 10 người. Chúng ta còn 3 phút. Trời, anh Huy dư nhiều hơn Choi luôn. Em ơi, chuẩn bị ra coi. Chuẩn bị ra. Chuẩn bị ra kiểm coi đủ chưa, được chưa, hài lòng chưa nè. Kiểm đồ ăn coi, ok. Các mời hai người thấy không? Chưa còn miếng để ăn, ăn cho đúng rồi bấm. Còn bao nhiêu quá em coi. À, ok. Bấm được. Bấm được chưa? Em thấy bấm được chưa thì em bấm đi. Anh nó xong rồi đó. Rồi. Còn dư đâu 2 phút thôi. 2 phút mấy. Rồi về thôi đúng không? Hết xương rồi nè, rau hết rồi. Huy ăn kỹ quá. Hay quá, chúc mừng chiến thắng nha. Cỡ này nè, dư cỡ 2 phút mười mấy giây. Cho là vậy đi. Rồi nghỉ xíu tí nữa trao giải nha mọi người. Tuyệt vời. A few moments later. Rồi cảm nghĩ của anh Huy về món ăn này như thế nào anh Huy? Món nhiều món đa dạng lắm. Cái dồi trường á ngon lắm. Thích khoái anh dồi trường. Khoái em dồi trường lắm hả? À? Nhai mỏi miệng luôn đúng không? Không, giòn mà. Giòn đúng không? À. Rồi có tiền rồi nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip này nha. Nhớ tới ghé tới quán nè. Một buổi sáng để ăn nha. Bún đậu bún tôm hình như ở đây, hình như là chị hình như ở đây có món bún thang nữa phải không? Ở đây là có món bún thang và có xôi nữa, đều là hương vị Hà Nội rất là đặc trưng. Có xôi nữa hả? Ừ.
Ồ, nên bữa nào thì chắc phải ghé lại ăn thêm hai món đó. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều nha cảm chị. Cảm ơn nha. Rồi. Rồi, bye bye mọi người nha.